Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Silverback Tarot. Mình là Linh Tarot Reader đây, mình quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở đề với một chủ đề về dự đoán tương lai ha. Trong tương lai thì bạn sẽ giàu có đến mức độ nào? Ok, đây là tụ số 1, tụ số 2, là tụ số 3. Bạn hãy chọn tụ nhé. Lead to your pile, pile number 1, pile number 2, and by number 3. Vì đây là chào bài chung, các bạn hãy chọn lấy thông điệp phù hợp nhất với bản thân mình nhé. Và hãy đừng quên follow kênh YouTube của Silverback Tarot của mình. Mình sẽ bắt đầu với tụ số 1 ha. Hello các bạn, tụ số 1 là các bạn chọn là cái này ha. Mình sẽ lấy bài cho các bạn. Các bạn có lot of hermit, là Seven of Pentacles. Bạn có lá The Empress và Ten of Swords. Bạn có Octacles, Walk. On in the golden afternoon. Và Suck a Curious Dream. Thì mình thấy như là trong tương lai thì các bạn sẽ chuyển khá là nhiều việc. Các bạn thường chuyển khá là nhiều việc ha. Và hình như là lùi bài lên đây một tí. Chuyển khá là việc. Mình thấy cái mức độ giàu có của các bạn ấy thì nó kiểu chỉ đủ ăn thôi các bạn. Đủ ăn thôi. Đủ dùng, đủ ăn, nó được gọi là mức trung bình ha. Tại vì khi trong công việc của bạn các bạn thì trong công việc của các bạn ấy, đến cái việc gì các bạn cũng có khá nhiều là trắc trở, khá nhiều là chướng ngại. Rồi có thể ở trong đây là các bạn có nhiều bạn làm là nữ phải làm mẹ các thứ, là các bạn phải chăm lo rất nhiều các bạn, suy nghĩ rồi chăm lo rất là nhiều thứ, rất là nhiều gánh nặng, các bạn rất là lo toan rất nhiều cho gia đình các thứ, hoặc là kể cả các bạn là làm thì trong tương lai các bạn cũng phải là một người khá là vất vả và lo toan, mà các bạn lại có nhiều ước mơ ấy, các bạn kiểu ở trong bên nhiều bạn thì chẳng hạn là có thể nói là hay đứng núi này trông núi lọ ha. Có lẽ là có nghĩa là kiểu có nghĩa là kiểu hay hay đang làm cái này thì lại thích thấy cái khác là kiểu cái kia có vẻ trông cũng khá là khá là ok ấy. Thì lại lại muốn chuyển nghề ha. Nên mình thấy là các bạn chuyển rất nhiều nghề và các bạn bạn hứng thú rất nhiều, bạn đổi nghề rất nhiều. Đây là công việc của bạn nó không được ổn định trong một thứ ha, và nó không được phát triển là chói lóa gì, mà nó lúc nào cũng trong tình trạng là ổn thôi, có nghĩa là của chẳng hạn lương hay là công việc cần làm thì là ổn, thế xong rồi lại chuyển việc đấy, kiểu dạng thế. Bạn trong công việc thì bạn gặp rất nhiều là chướng ngại, có thể là do từ gia đình là khiến bạn không chuyên tâm được, bạn phải chăm lo gia đình, hoặc là bạn chướng ngại gì đó, nói chung là rất nhiều chướng ngại luôn đấy, và bạn cũng phải suy nghĩ rất nhiều này. The Hermit, mình thấy một số trong đây thôi, không phải tất cả, nhưng một số trong đây là các bạn cũng không phải là người kiểu thiên hướng về công việc mấy ấy. Các bạn là người kiểu được gọi là sao, một cái tâm hồn, linh hồn, cái linh hồn tự do ấy, và rất muốn trải nghiệm rất nhiều thứ, chứ không phải một người đam mê công việc, đam mê tiền tài công danh ha. Một số thôi, mình thấy là trong vậy. Yes, ok, đấy là trả bài của các bạn tụ số 1 ha. Trong tương lai thì các bạn giàu nào thì các bạn được 7 xu nhá.
bảy xu là mức độ đủ dùng, tạm tạm đủ dùng đấy. Rồi cảm ơn các bạn tụi số 1 đã lắng nghe, mình sẽ dừng tụi số 1 ở đây. Ok, nếu các bạn thích hãy like, share và subscribe kênh channel cho mình nhá. Mình sang tụi số 2 ha. Đừng quên follow kênh YouTube và server Black Tarot của mình ha. Mình sẽ sang tụi số 2. Hello các bạn, tụi số 2 các bạn chọn cái này. Các bạn gọi là King of Wands, Seven Cups, Four Pentacles, oh, The Lovers, New Love, Two Gems, The Right Way, Learning to create what you desire, natural communication. Các bạn ấy thì là có sự giúp đỡ rất nhiều này, trong cuộc sống rồi trong các thứ, trong công việc rồi các thứ, là các bạn được giúp đỡ rất nhiều. Mình cảm thấy như là khi các bạn mà định hướng cái gì thì các bạn rất là quyết tâm, các bạn có kế hoạch, các bạn rất là quyết tâm và các bạn đi đường dài được ý. Là trong công việc các thứ rồi, trong mối quan hệ rồi, trong tất cả mọi thứ, các bạn đều là một người có cái quyết tâm ha, có kế hoạch ha. Natural communication, bạn có một cái năng lượng gì đó, mình cảm thấy như là bạn kiểu có một chút cái linh hồn cổ xưa ở đây. Ý là các bạn trực giác của bạn, các bạn cũng rất tốt nữa. Các bạn nhá, là mai sau giàu nào thì các bạn bốn xu ở đây, nghĩa là rất là vững chắc luôn. Cái gì nhỉ? Vật chất của các bạn cực kỳ vững chắc, cực kỳ vững chắc, xây lên cả cái tòa nhà là vững chắc này luôn. Các bạn cực kỳ vững, mình cảm thấy như là các bạn là một người trong số đây thì là làm công ăn lương này. Không phải làm công ăn lương. Làm công ăn lương thì tương lai các bạn có thể làm ở cái chức vụ thấp chẳng hạn, các bạn mới vào làm chẳng hạn đấy, và các bạn còn trẻ thì ấy, trong tương lai giàu thì các bạn sẽ tiến đến trưởng phòng rồi giám đốc rồi các thứ đấy, nghĩa là rất là giàu, rất là vững luôn, tại vì các bạn là một người có chí tiến thủ ha, mà lại có kế hoạch ha, rất chi là kiên trì, rất chi là quyết tâm, làm cái gì cũng như là làm cái gì cũng rất chi là đúng đắn ấy. Ý là các bạn kiểu các bạn cũng có kiến thức nữa, sự thông thái thì nó mới đúng đắn này ha. Bảy ly ở đây là có sự cái sự cảm xúc phân vân lựa chọn, có nghĩa là các bạn thật sự là mình cảm thấy là các bạn là một người khá là nhàn ấy. Ý là trong công việc các bạn, cái vật chất của các bạn khá là nhạt, bạn không phải vất vả rồi vất vã để làm ra tiền, để làm ra của cải, các bạn sống cũng khá là ok, nhưng mình thấy là nên là các bạn cũng, nếu mà các bạn thật sự là muốn muốn công việc phát triển một cách dã man ấy, kiểu một cái chẳng hạn bạn muốn xây dựng một cái đề chế kinh doanh của mình thật là to thì các bạn cũng sẽ làm được. Các bạn muốn nó lên chức thật là cao, các bạn cũng sẽ làm được, tại vì mình thấy là ở đây là các bạn cái không những là cái đầu thông thái, cái sự kiên trì bền bỉ, mà là các bạn còn có cái trực giác rất là tốt. Nhưng mình thấy như là các bạn chủ yếu là lên, các bạn thấy là các bạn hướng về cái tình cảm nhiều hơn, là mối quan hệ rồi tình cảm nhiều hơn. Nên là cái đường kinh doanh của các bạn cũng, không phải đường kinh doanh mà đường vật chất của các bạn, thì các bạn cũng cảm thấy là đủ khi nó đủ rồi. Đấy, cũng thế là tốt. Người biết đủ thì sẽ thấy biết là sẽ được hạnh phúc hơn những người không biết đủ ha. Rồi các bạn muốn tất cả mọi thứ cũng cân bằng ấy, nghĩa là không phải bạn cứ lao đầu vào kiếm tiền rồi kiếm vật chất các thứ, quyền lực rồi các thứ, mà bạn cũng muốn mối quan hệ xung quanh tốt nữa, là bạn đầu tư
hết mình và những nhiều thứ xung quanh nữa. Nhưng mà nên là cơ bản là do cái tài chính của các bạn cũng vững ấy, nên các bạn cũng chả phải lo đâu ra. Đấy là điều đương nhiên thôi. Thế là tốt. Rồi, đấy là trả bài của các bạn trụ số 2 ha. Mai sau các bạn sẽ giàu nào thì các bạn giàu kiểu vững cực kỳ luôn đấy. Vững không phải lo về tiền. Các bạn đến mức độ không phải lo về tiền. Không phải là phung phí khắp nơi kiểu phung ra, bay ra các thứ đấy. Mà thật sự là một số bạn trong đây nếu các bạn muốn ấy thì cái tài chính của các bạn có thể nhiều hơn, có thể kiểu như mình nói vừa nãy là vung ra rồi vân vân và mây mây ấy đấy. Nói chung là cái tụ này không phải lo về tài chính mới khá là ổn, khá là vững vàng, khá là được gọi là sao, phải tầm nếu mà vật tiền vật chất thì cũng phải là khá giả trở lên ha. Rồi ok đấy, và có các bạn tụ số à, các bạn thích hãy like, share và subscribe kênh channel cho mình nhé. Và đừng quên follow kênh YouTube Sơ Sơ với Bách Tarot của mình ha. Mình sẽ kết thúc trụ số 2 ở đây, sẽ sang trụ số 3 nếu. Hello các bạn, trụ số 3, các bạn cho mình đi. Sẽ lấy bài cho các bạn. Bạn có lá Judgment. Bạn có lá Wheel of Fortune. Bạn có lá Ace of Swords và Chariots, Twin Flame, Communication, Lead the way, Be your leaders, và no need to fear, remember how powerful you are. Thật sự là các bạn ấy cái gì nhỉ, bạn các bạn giàu đến bao nhiêu không? Thì mình thấy là các bạn lúc nào cũng chỉ ở mức trung bình thôi, tại vì mình thấy các bạn tụ này là kiếm được tiền mà tiêu cũng nhiều, kiếm ít thì tiêu ít, nhưng mà nói chung là cái đầu ra đầu vào nó rất cân với nhau ấy, nên là không giữ được nhiều tiền á. Để mà giàu thì được gọi là gì nhỉ, được gọi là nói chung là các bạn cũng không phải là vất vả về tiền, các bạn cũng không phải là quá nhiều tiền. Những người các bạn ở trong đây thì kiểu các bạn là những người có tài năng trong công việc, mình thấy là có tài năng nhưng mà hơi hấp tấp, hơi có cái sự giao tiếp của bạn, có thể là giao tiếp của bạn thì khiến cho cái công việc, cái tài chính của bạn nó không được phát triển nhiều mấy đấy. Người ta phán xét rồi, người ta không thích làm cùng chẳng hạn vậy. Bạn không được bạn rất là thông minh nhưng mà hay bị gặp cái kiểu trục trặc chẳng hạn. À, nó đến nơi rồi ấy. Chẳng hạn là cái ấy nó đến đến nơi rồi mà lại cái công việc đấy chẳng hạn là nó đang sắp hoàn thành rồi thì nó lại một gặp một vấn đề gì đó khiến nó kiểu như lại vụn vỡ. Mình cảm thấy như là các bạn này trong một lần trong đời thì các bạn sẽ phải kiểu dạng như gần như là bị vỡ nợ ấy. Vỡ nợ, phải có một lần vỡ nợ trong đời ha, không là làm lại xong rồi thì nó sẽ tốt hơn, cuộc sống của bạn cũng sẽ tốt hơn, được Wheel of Fortune như thế. Xong làm lại thì bạn bắt đầu lại kiểu tốt hơn dần dần, tốt hơn dần dần, tốt hơn. Các bạn kiểu như là mình cảm thấy trong đêm hầu như là các bạn có thể là sẽ chọn theo đường kinh doanh ha. Có nhiều bạn kinh doanh trong đây, bạn rất chi là vất vả ha, không phải vất vả trong ấy mà là cái số của bạn nó hơi lận đận về đường tài chính một chút. Các bạn đến giờ bao nhiêu thì thật sự là các bạn sẽ là
có tiền, có thành công, nhưng mà nó cứ lận đận lên voi xuống chó các bạn hiểu không, kiểu gần như vỡ lỡ các bạn đấy, kiểu là như thế. Mà không cần phải sợ tại vì các bạn sẽ làm lại được ấy, sẽ làm lại được, nên là không phải lo như các bạn tuổi số 3. Thì giàu đến mức nào thì các bạn kiểu như là định mệnh của các bạn thì giàu đến mức là các bạn kiểu bình thường á, không phải là giàu đâu, bình thường thôi. Cái tụ này thì còn bấp bênh hơn cái tụ số 1. Cái tụ này hơi bấp bênh một tí nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn tụ số 3 đã lắng nghe. Các bạn thích hãy like, share và giúp cả kênh channel cho mình nhé. Mình sẽ dừng chỗ ở số 3 ở đây. Và đừng quên follow kênh YouTube, subscribe và Bách Tarot của mình nha. Bye bye.